ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Với việc vượt ngưỡng tối thiểu 270 phiếu đại cử tri cần thiết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Lúc 14 giờ, ngày 6 tháng 11, giờ Việt Nam, Fox News dẫn kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ cho biết ứng cử viên Đảng Dân Chủ Harris giành 226 phiếu đại cử tri, trong khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành 277 phiếu vượt qua con số tối thiểu 270 phiếu để đắc cử Tổng thống. Trước đó vào sáng sớm, trưa cùng ngày, giờ Việt Nam phát biểu trước những người ủng hộ ở bang Florida khi sắp đạt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri, ông Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ. Thật vô cùng vinh dự khi được các bạn bầu chọn làm Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Nhiệm vụ trước mắt sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ mang toàn bộ năng lượng, tinh thần và sức chiến đấu tôi có được vào công việc mà các bạn đã giao phó, ông Trump nói. Tôi sẽ chiến đấu, mỗi ngày, vì các bạn, vì gia đình và tương lai của các bạn. Và với mỗi hơi thở trong huyết quản mình, tôi sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi chúng ta mang lại một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng mà chúng ta và con cháu chúng ta xứng đáng được hưởng. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nói, cho biết chiến thắng sẽ giúp mang lại thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Ông chăm nhắc lại sự kiện bị ám sát hụt ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7, mà theo ông Trump, Chúa đã cứu mạng sống cho ông là có lý do, để cứu đất nước và khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, diễn ra ngày 5 tháng 11, bảy bang chiến trường, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia, Bắc Carolina, Michigan và Wisconsin, khu vực có 93 phiếu đại cử tri, có ý nghĩa quyết định đối với cả hai ứng cử viên. Trong số này, Pennsylvania có 19 phiếu đại cử tri, là tiểu bang chiến trường quan trọng nhất nơi cả hai ứng cử viên Tổng thống Harris và Trump đều xác định đây là bang trọng tâm giúp đảm bảo cho việc giành chiến thắng của họ. Ông Trump đã có được kết quả ngoạn mục khi liên tiếp giành chiến thắng giòn giã ở các bang chiến trường này, ban đầu là Georgia, North Carolina, tiếp đến là Pennsylvania, Wisconsin, trong khi dẫn đầu ở các bang chiến trường còn lại khiến cơ hội chiến thắng của ứng cử viên Harris dần khép lại. Khoảng 31% cử tri cho biết kinh tế là vấn đề hàng đầu với họ và do vậy, họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu. Ông Trump lần đầu tiên được bầu làm tổng thống vào năm 2016, đánh bại cựu ngoại trưởng Hillary Clinton với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông đã thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo trước đương kim tổng thống Joe Biden vào năm 2020 trong đại dịch COVID-19 và nay tiếp tục cuộc đua trở lại nhà trắng, cùng với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Với chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong hơn 120 năm giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp. Trước đây, ông Grover Cleveland là người cuối cùng làm được điều đó. Ông Cleveland làm tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ với các nhiệm kỳ lần lượt là 1885 đến 1889 và 1893 đến 1897. Ngoài ra, ông sẽ phá vỡ kỷ lục của tổng thống Joe Biden khi là người lớn tuổi nhất, 79 tuổi, lúc nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Năm 2020, ông Biden là ứng viên tổng thống cao tuổi nhất được bầu, đạt đến độ tuổi 78 vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Kỷ lục trước đó do ông Ronald Reagan nắm giữ khi trở thành tổng thống ở tuổi 69. Ông Trump cũng trên đà giành chiến thắng về phiếu phổ thông, điều mà ông không làm được vào năm 2016 và 2020. Khi kết quả kiểm phiếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng về số phiếu phổ thông kể từ năm 2004. Trước đó, chỉ có ông George Bush giành chiến thắng như vậy vào năm 1988. Ông Trump, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, là người đầu tiên bị kết án trọng tội được bầu làm tổng thống. Phó tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ Ohio Vance, 40 tuổi, sẽ trở thành thành viên cấp cao nhất của thế hệ thiên niên kỷ trong chính phủ Mỹ.